Tụi này biết là không khí đang ở đây đang rất là lạnh. Và tôi này nghĩ là để tất cả các bạn ở đây chờ với cái không khí lạnh như vậy thì tôi này nghĩ là tôi này mặc cái áo này nó cảm giác là không xứng với lại cái sự chờ đợi của tất cả các bạn, cho nên tôi nghĩ là tôi này sẽ đi hết cả một hôm nay đến đây sân khấu cùng anh chơi người ạ. Hà Nội thì bây giờ chúng ta một ca khúc rất là sung nữa. Mọi người hãy hỏi sung hơn nữa. Và đây là một ca khúc rất là mới. Sau này mà Wendy chưa có tung lên mạng. Và cũng chỉ mới thu gần đây thôi. Cho nên cũng hy vọng là nếu mà có sai sót thì cũng hy vọng tất cả bạn sẽ bỏ qua một bài hát được mang tựa đề Baby Let's Dance. Yeah. Biết nơi đây có anh xinh đẹp tới nơi toàn màu xanh.